Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 12, chương trình có một số thông tin đáng chú ý. Tổng duyệt lễ kỷ niệm 550 năm dân sơn Quảng Nam. Lãnh đạo tỉnh dân hương tại khu di tích mộ vị tướng Lê Tấn Trung. Nhìn lại 25 năm xây dựng tỉnh Quảng Nam trong 550 năm danh xưng Quảng Nam. Quảng Nam sản xuất 42.000 ha lúa đông xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam đã diễn ra buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam 1471-2021 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật có chủ đề Âm vang Quảng Nam. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Chương trình nghệ thuật của lễ kỷ niệm với chủ đề Âm vang Quảng Nam gồm 3 phần. Phần 1, Hành trình phương Nam. Phần 2, Hào khí đất Quảng. Và phần 3, Khát vọng Quảng Nam. Được xây dựng theo hình thức bán sử thi thông qua hình tượng ngôn ngữ của nghệ thuật, ca múa nhạc kịch sử, hoành tráng, trong đó âm nhạc đóng vai trò kết nối toàn bộ chương trình. Lời bình đi sau diễn giải phần nội dung, cùng với đó là những hình ảnh minh họa của phim tài liệu, tạo dấu ấn sâu đậm cho chương trình và có sức hấp dẫn cao. Sử dụng các hình tượng nghệ thuật tiêu biểu để tái hiện 550 năm về đất và người xứ Quảng. Chương trình với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trung ương, các lực lượng vũ trang và các nghệ sĩ, nghệ nhân xứ Quảng. Chương trình nghệ thuật của lễ kỷ niệm 550 năm dân sơn Quảng Nam sẽ giới thiệu và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp, khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Quảng Nam trong tiến trình lịch sử của dân tộc, tôn vinh đậm nét về hình ảnh công đức của Lê Thánh Tông, vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã khai sáng danh sơn Quảng Nam, thể hiện tình cảm đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công khai phá, xây dựng, bảo vệ và phát triển vùng đất Quảng Nam. Lễ kỷ niệm 550 năm danh sơn Quảng Nam 1471-2021 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam vào tối ngày 28 tháng 12. Nhân kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam, sáng nay lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ đã viếng hương khu di tích mộ cụ Lê Tấn Trung tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ. Đây là vị tướng tài của dân tộc đã đóng góp nhiều chiến công oanh liệt trong sự nghiệp mở cõi vùng đất Quảng Nam, xây dựng nước Đại Việt xưa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng với giáo sư sử học Lê Văn Lan và lãnh đạo thành phố Tam Kỳ đã dâng hương lên phần mộ của vị tướng Lê Tấn Trung, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của bậc tiền nhân đã có công khai cơ lập nghiệp đất Quảng Nam cách đây 550 năm. Vào năm 1471, vị tướng Lê Tấn Trung dưới thời vua Lê Thánh Tông đã đưa toàn quân Nam tiến lập nên vùng đất mới đảo Thừa Thiên Quảng Nam. Các hậu duệ của ông sau này tiếp tục làm rạng danh tiên tổ. Có thể kể đến ngài Lê Văn Thủ cùng con trai là đô đốc Lê Văn Long theo vua Quang Trung ra Bắc đánh quân Thanh xâm lược năm 1789. Thế hệ hôm nay luôn biết ơn cha ông và nguyện tiếp tục phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị, trong hành trình 550 năm danh xưng Quảng Nam, đặc biệt là từ khi chia tách tỉnh đến nay, tỉnh Quảng Nam đã có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Quảng Nam trong thời điểm mới chia tách được xếp là tỉnh nghèo, cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân còn rất khó khăn, nhất là vùng miền núi. Liên tiếp các năm 1997 đến 1999, xứ Quảng lại hứng chịu các trận thiên tai có sức tàn phá ghê gớm. Nhưng càng trong gian nan càng chói ngời bản lĩnh con người xứ Quảng. Đảng bộ Quảng Nam qua thực tiễn đấu tranh cách mạng luôn vững vàng quy tụ được nhân tâm, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt. Người dân Quảng Nam vốn kiên cường, cần cù, năng động, dám đổi mới. Bên cạnh nỗ lực của toàn đảng bộ và nhân dân, Quảng Nam cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và nguồn lực đầu tư mạnh mẽ của Trung ương, các bộ ngành. Đấy chính là những nền tảng cơ bản cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở xứ Quảng.
Từ một tỉnh nghèo thuần nông, sau 25 năm lao động sáng tạo, cơ cấu kinh tế của Quảng Nam đã chuyển dịch theo hướng tích cực. Ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Các khu công nghiệp như Điện Nam, Điện Ngọc, Tam Thăng đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới đến làm ăn. Nổi bật là Chu Lai, khu kinh tế hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam và là trung tâm sản xuất và lắp ráp ô tô hàng đầu Đông Nam Á, đóng góp khoảng 65% tổng thu ngân sách tỉnh. Nhiều sản phẩm công nghiệp xuất xứ từ Quảng Nam đã đạt hàm lượng khoa học công nghệ cao. Cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện đã khơi dậy tiềm năng của nhiều vùng đất mà biểu hiện sống động là vùng Đông Quảng Nam. Suốt một dải duyên hải đã mọc lên nhiều khu công nghiệp và nhiều chuỗi đô thị hiện đại, liên hoàn. Nhiều dự án lớn đã và đang hoạt động. Với kỳ vọng, quyết tâm và sự đầu tư mạnh mẽ của tỉnh, vùng Đông Quảng Nam sẽ còn mở ra những điều kỳ diệu trong tương lai. Hòa trong nhịp tiến bước, nông thôn, miền núi Quảng Nam 25 năm qua đã vươn lên mạnh mẽ trên con đường xây dựng. Điện, đường, trường, trạm, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất dân sinh ngày thêm hoàn thiện, thế mạnh của từng địa phương được phát huy. Nguồn ngân sách đầu tư cho phát triển, cho con người luôn tăng. Công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn được cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp, khiến diện mạo nông thôn miền núi xứ Quảng ngày thêm khởi sắc. Theo đó, đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao. Sau 25 năm tới là tỉnh Quảng Nam đã điều tiết ngân sách về trung ương thuộc nhóm các tỉnh khá trong miền Trung và cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng 40 lần so với năm 1997. Cơ cấu công nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm 86% trong cơ cấu kinh tế. Tổng sản phẩm bình quân đầu người là 68 triệu đồng, tăng 38 lần so với năm 1997. Từ một tỉnh phải trợ cấp 70% là ngân sách trung ương, nay đã thu được 21.000 tỷ đồng, đã tăng 135 lần so với năm 1997. Về kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, đào tạo được đầu tư một cách bừa bãi. Cùng với phát triển kinh tế, các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của xứ Quảng đã được bảo tồn phát huy tốt. Nhiều công trình văn hóa có tầm vóc được xây dựng mới, tạo sự phát triển ngoạn mục, bền vững cho du lịch, dịch vụ, đưa Quảng Nam trở thành điểm đến được bạn bè trong nước và quốc tế yêu mến, lựa chọn. Mỗi ngày đi qua, trên từng miền quê thân yêu của xứ Quảng lại thêm sức sống mới. Quảng Nam từ một tỉnh nghèo đã vươn lên đóng góp cho ngân sách trung ương. Chỉ số cạnh tranh PCI luôn nằm trong top 10 các tỉnh thành phố của cả nước. Tất cả bước phát triển ấy đã chứng minh non sông gấm vóc mà các thế hệ cha ông đã đổ bao mồ hôi xương máu để mở mang, gìn giữ, đang được lớp cháu con hôm nay tiếp tục đắp bồi, điểm tô ngày thêm rạng rỡ. Khắc vạn vươn lên từ Quảng Nam đề ra những cái giải pháp lớn. Thứ nhất là cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao cái chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng trưởng cái ngành nghề công nghiệp, thương mại dịch vụ. Thứ hai, tạo bước đột phá về vấn đề xây dựng cái cơ cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ tư, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, rồi cải thiện môi trường đầu tư, gắn với bảo vệ môi trường, khởi nghiệp sáng tạo. Thứ ba, tập trung phát triển cái kinh tế ven biển và các vùng ven biển, hình thành các trung tâm như là trung tâm cơ khí ô tô, rồi trung tâm sửa chữa máy bay, rồi trung tâm dịch vụ logistics, hình thành đến các khu thương mại, dịch vụ, du lịch cao cấp, tạo bước đột phá về phía Tây và tập trung đưa những dự án về phía Tây của tỉnh Quảng Nam. Cái thứ tư là phát triển về vấn đề y tế, văn hóa, giáo dục, hình thành đến con người Quảng Nam mới, công dân mới, thích ứng với công nghệ số, nhưng phải bảo tồn cái văn hóa của người Quảng Nam. Hơn năm thế kỷ đã đi qua, tiếp nối những hạm thuyền vua Lê mở đầu cho trang sử, mở cõi vẻ vang trên vùng đất phương Nam, cửa biển An Hòa hôm nay đang tấp nập những con tàu vượt đại dương đi làm ăn với bạn bè thế giới.
Hình ảnh ấy phóng chiếu một Quảng Nam đang phát triển mạnh mẽ trên tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hòa nhịp đi lên cùng cả nước. Tài nguyên thiên nhiên giàu có, tài nguyên văn hóa phong phú, độc đáo, con người xứ Quảng trung hậu, mến khách, năng động và luôn mang khát vọng canh tân, chính là nền tảng để Quảng Nam phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, và cũng để Quảng Nam luôn rạng rỡ một danh xưng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, vụ đông xuân năm nay, lịch thời vụ gieo xạ bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Hiện nay, nông dân các địa phương cơ bản hoàn thành khâu làm đất và bắt giống vụ lúa đông xuân 2021-2022. Vụ đông xuân này, ngoài canh tác hàng chục nghìn hecta cây trồng cạn và rau đậu các loại, nông dân toàn tỉnh gieo xạ 42.000 hecta lúa, chủ yếu cơ cấu những loại giống chủ lực trung, ngắn ngày. Theo lịch thời vụ do ngành nông nghiệp tỉnh thiết lập, thời gian xuống giống kết thúc vào đầu tháng 1 năm 2022. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống, lúa đông xuân phải thu hoạch xong trước tháng 5 năm 2022. Các địa phương tích cực vận động người dân chuẩn bị đầy đủ các loại hạt giống, hỗ trợ mua phân bón, trả chậm, đảm bảo nhu cầu sản xuất của nông dân. Thưa quý vị, sự ra đời của các dự án đô thị cùng hệ thống giao thông đang được hình thành ở các khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đang biến nơi đây thành vùng kinh tế trọng điểm liên kề với một đô thị số 1 cả nước. Dự án Dragon Pier tại đường tỉnh Lộ 10, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Công ty Cổ phần Bất động sản Đức Hòa Đông vừa khởi công tại khu vực này là một trong những dự án như vậy. Dự án được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo lộ trình, Dragon Pier sẽ hoàn thành sau 2 năm triển khai, góp phần phát triển dân cư, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, gắn với tiêu chí xanh, sạch, hiện đại, thân thiện với môi trường. Dự án Dragon Pier có quy mô 49 ha, cung cấp ra thị trường hơn 1.700 nền nhà phố, 180 căn biệt thự song lập. Dragon Pier có các tiện ích nội khu gồm công viên ngạt nước, trường học, bệnh viện đa khoa, trung tâm thương mại và hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên cảnh quan và nhiều tiện ích khác. Và khi dự án mà đi vào hoạt động á, thì nó làm thay đổi bộ mặt về đô thị của huyện Đức Hòa hiện tại và thành phố Đức Hòa trong năm 2025 và góp phần vào sự chung phát triển của toàn bộ kinh tế của địa phương. Dự án Dragon Pier sở hữu vị trí vàng khi nằm trong tổng thể khu vực được quy hoạch phát triển công nghiệp sôi động nhất của tỉnh Long An. Dự án như một cầu nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Đây sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư nắm bắt tiềm năng gia tăng giá trị tại đô thị vệ tinh phía Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự tính của chủ đầu tư, sau 2 năm xây dựng, khu đô thị sinh thái mới sẽ có chuẩn quốc tế với 1.800 nền nhà phố và villa, một khu chung cư cao cấp, công viên ven sông, cùng tổ hợp trung tâm thương mại, giải trí và tiện ích công cộng. Nhờ lợi thế bốn mặt giáp sông, tiện lợi di chuyển, Dragon Pier sẽ là môi trường sinh sống lý tưởng dành cho các chuyên gia và người lao động tại các khu công nghiệp tại địa phương. Sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có công văn 363 yêu cầu vận hành các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đắc Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương. Lúc 7 giờ sáng nay, mực nước các hồ thủy điện Sông Tranh 2 là 174,71m, Đắc Mi 4 258m, Sông Bung 2 604,27m, Sông Bung 4 222,43m, A Vương 379,72m. Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung và Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tiếp tục theo dõi chặt chẽ, tính toán, vận hành, đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đắc Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và A Vương không lớn hơn cao trình mực nước dân bình thường. Đồng thời thông báo đến chính quyền nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ, cung cấp bản tin dự báo lưu lượng về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để theo dõi.
Thưa quý vị, khẳng định quyết tâm tại lễ phát động đợt cao điểm sau quân tấn công trấn áp tội phạm vào cuối tuần qua, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, toàn lực lượng sẽ phát huy tinh thần, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, vì một xuân mới bình an trên mọi nẻo. Tham dự lễ ra quân có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thành. Phát lệnh tại lễ ra quân, Thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm là công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng công an. Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, từ cơ sở để chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch, phương án đã đề ra, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lệnh toàn lực lượng công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tinh thần ý thế tấn công trấn áp tội phạm cao nhất, quyết liệt nhất, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với niềm tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương tinh thần quyết tâm của lực lượng công an toàn tỉnh, đồng thời đề nghị công an tỉnh quán triệt toàn lực lượng phải thực hiện yêu cầu nhiệm vụ về phòng chống tội phạm, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật xuyên suốt và đều khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Phải có những thành tích kết quả nổi bật được đảng bộ, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Trong quá trình triển khai, công an tỉnh và công an các địa phương cần chú ý các loại tội phạm, hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra theo quy luật. Công an các địa phương chỉ đạo công an xã chính quy và lực lượng cơ sở thường xuyên nắm chắc địa bàn để tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, chủ động phòng chống, đấu tranh trấn áp tội phạm, phát huy cao nhất, hiệu quả nhất, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đợt cao điểm này, đề nghị các đồng chí quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là lực lượng bảo vệ dân phố ở các thôn, xóm, khối phố, nắm chắc tình hình về phòng chống dịch Covid. Tôi cũng đề nghị các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí phải tích cực phối hợp với lực lượng công an để kịp thời đưa tin biểu dương các thành tích, các chiến công mà lực lượng công an tỉnh, các lực lượng phối hợp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã lập được trong suốt cái thời gian triển khai cái đợt cao điểm này. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng phải kịp thời đưa tin phản bác các cái luận điệu, các cái thông tin sai trái để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thời điểm Tết Nguyên đán là giai đoạn số lượng người đi lại tham gia các sinh hoạt hoạt động rất đông, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và gia tăng tai nạn giao thông. Lực lượng công an cũng phải sẵn sàng thích ứng với tình hình mới, đòi hỏi phương pháp, cách làm mới, quyết liệt hơn, linh hoạt, chủ động và toàn diện hơn. Công tác thông tin, tuyên truyền cần kịp thời lan tỏa những chiến công của lực lượng trong đợt cao điểm, kịp thời đưa tin phản bác các luận điểm sai trái, chống phá, góp phần vì một cái Tết bình an cho nhân dân Quảng Nam trong điều kiện bình thường mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.